Ngày 19 tháng 4, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ tai nạn giữa xe máy với ô tô tải trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B. Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe máy biển số thành phố Hồ Chí Minh do người đàn ông chừng 40 tuổi cầm lái chạy trên đường số 7 khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hướng từ đường số 2 về đường số 4. Khi xe đi qua giao lộ đường số 2, đường số 5, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân một đoạn thì xảy ra va chạm với ô tô tải in dòng chữ Bách Hóa Xanh, biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy hướng ngược lại đang rẽ trái qua đường để vào kho xưởng. Cú va chạm mạnh khiến xe máy gãy gập nát bể phần đầu, nhiều bộ phận văng ra khắp đường. Các hàng hóa là thực phẩm được người đàn ông chở theo trên xe cũng bị đổ vỡ. Người đàn ông trọng thương được bảo vệ khu công nghiệp hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai người liên quan, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra.